tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Khoje Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Trong bản tin sáng ngày 16 tháng 8 năm 2022, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Giá nhà ở Canada đã giảm 23% trong tháng 7 so với mức đỉnh của tháng 2. Ontario sẽ cần 1,5 triệu ngôi nhà để xây dựng trong thập kỷ tới với một nửa ở Peel, York và Toronto. Quebec tìm tăng cường COVID-19 cho người cao niên trong các nhà chăm sóc dài hạn. Người mua nhà ở Ontario choáng váng vì khoản phí bổ sung 175.000 từ nhà xây dựng và kêu gọi hành động của chính phủ. Bình Nhưỡng nói Nga và Triều Tiên sẽ mở rộng quan hệ song phương khi đối mặt với các lực lượng quân sự thù địch các nhà xây dựng nhà ở nói rằng Hoa Kỳ đang trong cuộc suy thoái nhà ở. San Francisco đang thử nghiệm các thiết kế thùng rác mới để dọn dẹp đường phố. Mỗi chiếc có giá 20.000 đô la Mỹ. Bang North Carolina tính nâng cấp cầu đường để phục vụ nhà máy 4 tỷ đô la của Vinh Pháp. Tuấn Liên và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến với bản tin sáng nay trên kênh Culture Channel. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và nếu chưa đăng ký chương trình thì hãy subscribe và bấm nút chuông kế bên để nhận được thông báo về các video sau này do chúng tôi phát hành. Xin cảm ơn quý vị và sau đây Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Các nhà kinh tế dự đoán một cuộc suy thoái nhẹ, nhưng điều đó sẽ như thế nào ở Canada? Với lạm phát đang gia tăng và ngân hàng trung ương sẵn sàng tăng lãi suất để chống lại nó, có một câu hỏi chính mà người Canada đang đặt ra về tình trạng nền kinh tế của chúng ta, đó là liệu sẽ có suy thoái hay không và nó sẽ như thế nào? Ngân hàng ABC dự đoán rằng nền kinh tế Canada đang trên đà suy thoái nhẹ vào năm 2023, với các biến số như bất động sản, tình trạng thất nghiệp và kinh tế bị đình trệ do các hạn chế của đại dịch dẫn đến tăng trưởng GDP dưới 1%. Theo nhà kinh tế cấp cao và giám đốc tại BMO Capital Markets là ông Sal Gutierrez nói rằng, quan điểm của chúng tôi là chúng ta sẽ suy thoái khá nhẹ Chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế sẽ thu hẹp lại trong một quý trong năm tới và có thể trở lại vào cuối năm nay. Đây được gọi là suy thoái tăng trưởng. Ông nói, phần lớn nền kinh tế vẫn sẽ được mở rộng nhưng không đủ mạnh để cung cấp việc làm cho tất cả những người mới tham gia vào lực lượng lao động. Ông Guterres nói rằng, khi nói đến tình trạng thiếu nhân sự góp phần gây ra lạm phát, đòi hỏi các công ty phải trả nhiều tiền hơn để không chỉ thu hút lao động mới mà còn để giữ chân nhân viên hiện tại. Ông giải thích, Điều này có thể làm tăng thêm phản ứng dây chuyền của việc tăng chi phí. Nhưng nếu các công ty không còn đủ khả năng để trả lương cho người lao động, thì sẽ có ít việc làm hơn, tăng chi phí và ít công việc làm trầm trọng thêm vấn đề. Nhưng một số nhà dự báo khác đang dự đoán một cuộc suy thoái đáng kể hơn. Trung bình, ông cho biết suy thoái có xu hướng kéo theo GDP giảm khoảng 3%, tỷ lệ thất nghiệp tăng khoảng 3% hoặc là hơn, và điều đó xảy ra trong vài quý, theo báo cáo đặc biệt về nhà ở của Ngân hàng RBC, khi lãi suất tăng gây ra hiệu ứng gần sống trong nền kinh tế Canada, các yếu tố như là bất động sản với giá nhà ở ước tính giảm 12% trong năm tới có thể dẫn đến giảm tài sản và do đó hoạt động kinh tế giảm sút. Một số các nhà kinh tế khác tin rằng khi người Canada tiếp tục cảm thấy tác động kinh tế tại các cửa hàng tạp hóa và các trạm bơm xăng, suy thoái kinh tế có thể nhẹ. Nhưng thực tế kinh tế với tình trạng thiếu nhân sự, chi phí cao hơn và ít của cải hơn sẽ làm tâm lý người tiêu dùng trở nên tồi tệ trên khắp đất nước dẫn đến mức ảnh hưởng không nhỏ. Và những nhà kinh tế khác thì đang dự báo về một cuộc suy thoái thực sự với mức GDP giảm trong hai quý hoặc là suy giảm rộng hơn trong hoạt động kinh tế. Giá nhà ở Canada đã giảm 23% trong tháng 7 so với mức đỉnh của tháng 2. Hiệp hội bất động sản Canada báo cáo doanh số bán nhà đã giảm trong tháng thứ năm liên tiếp, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7. Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, hiệp hội cho biết doanh số bán hàng trong tháng 7 đã giảm 5,3% so với tháng 6. Doanh số của tháng trước là 37.975 căn nhà, giảm 29% so với tháng 7 năm ngoái. Nhà kinh tế cấp cao của BMO Capital Markets cho biết, con số đó cũng tương tự với thị trường trước Covid hoặc là thấp hơn khoảng 40% so với mức đỉnh của đợt bùng phát do nhu cầu được thấy vào năm ngoái. Mức giảm doanh số hàng tháng của tháng 7 là mức giảm nhỏ nhất trong năm tháng qua, hiện còn quá sớm để nói liệu xu hướng đó có tiếp tục hay không. Khi lãi suất tăng và doanh số bán hàng giảm mạnh, nhiều người mua đã hành động thận trọng hơn, họ dự đoán rằng giá cả sẽ tốt hơn vào mùa thu này và điều này sẽ khiến những người bán nhà thất vọng. Những người bán nhà có thể phải chấp nhận thực tế rằng họ có thể sẽ không kiếm được nhiều như những người đã bán nhà vào mùa đông. Kết quả là tổng số nhà mới được giao bán trong tháng 7 là 73.436 căn, giảm 6% so với tháng 7 năm ngoái và trên cơ sở điều chỉnh theo mùa thì giảm 5% so với tháng 6. Giá bán lại nhà trung bình là 629.971 đô la, giảm 5% so với tháng 7 năm ngoái và trên cơ sở điều chỉnh theo mùa giảm 3% so với tháng 6. Nhưng nếu không tính các điểm nóng như là Greater Vancouver và đại đô thị Toronto, giá trung bình sẽ giảm 104.000 đô la so với trung bình toàn quốc. Sự sụt giảm tạo thành một sự điều chỉnh thị trường đang diễn ra ở hầu hết khắp mọi nơi, nhưng ở các mức độ khác nhau. Khu vực phía Tây Nam Ontario đang cảm thấy khó khăn nhất với các thị trường như là Kitchener-Waterloo và London đã giảm khoảng 15% so với mức cao nhất đã có. Giá ở Vancouver thì hiện đã giảm trong 4 tháng liên tiếp và khu vực Montreal đã miễn nhiễm hơn, nhưng cũng không thoát khỏi tình trạng suy thoái với những đợt giảm trong 2 tháng qua. Các chuyên gia lại coi tỉnh Alberta là thị trường có khả năng vượt qua cơn bão này tốt nhất bởi vì tỉnh này đã bị đình trệ trong một số năm trước đại dịch. Tỉnh cũng chưa bao giờ chứng kiến tình trạng khắc nghiệt như là Ontario và hiện được hỗ trợ bởi giá dầu gần 100 đô la và dòng dân cư từ các khu vực khác. Hộ chiếu bị trì hoãn khiến một số người Canada sử dụng kế hoạch du lịch giả để gian lận. Người Canada đang sáng tạo trong việc cố gắng cắt giảm thời gian chờ đợi hộ chiếu sau khi nhu cầu đi lại tăng cao đã làm hệ thống quá tải. Tính đến ngày 11 tháng 8, có tổng cộng 1.092.560 đơn xin hộ chiếu đã được nộp trong năm nay, với hơn 550.000 đơn trong số đó đã được nộp kể từ tháng 4. Service Canada cho biết họ đang ưu tiên các đơn đăng ký của những người sắp đi du lịch tăng số lượng nhân viên và các địa điểm xử lý. Bất chấp tất cả những điều này, những người nộp đơn cho biết họ đang chi hàng ngàn đô la để đi đến các văn phòng hộ chiếu ít bận rộn hơn, hoặc thậm chí là làm giả các kế hoạch du lịch để đẩy nhanh quá trình nhằm vượt qua 340.000 đơn đăng ký tồn động. Các quan chức liên bang cho biết họ đang làm việc để khắc phục vấn đề này. Bà Karina Gold, là bộ trưởng phụ trách dịch vụ hộ chiếu, cho biết người Canada đang nhận hộ chiếu đúng hạn và không cần phải đi du lịch giả để đủ điều kiện nhận hộ chiếu khẩn cấp trong 48 giờ của cơ chế Canada. Bà đã nghe nói về hành động này nhưng không nghĩ rằng nó đang phổ biến rộng rãi. Trong khi đó, ở Toronto, một người đàn ông cho biết anh ta đã dành 59 ngày qua để tổ chức 10 nhân viên giữ chỗ xếp hàng cho khoảng 500 người nộp đơn xin hộ chiếu. Anh cho biết mình đã kiếm được tới 1.000 đô la mỗi ngày nhờ cung cấp dịch vụ này. Chính phủ Ontario đề xuất tăng 2% cho nhân viên ngành giáo dục được trả lương thấp, nhưng QB yêu cầu 11,7%. Tỉnh Ontario đang đề nghị cung cấp cho các nhân viên ngành giáo dục những người kiếm được dưới 40.000 đô la được tăng lương 2% một năm và 1,25% cho những người kiếm được hơn mức đó trong một thỏa thuận 4 năm được đề xuất. Đề xuất được đưa ra vào hôm thứ Hai trong một cuộc thương lượng với Liên minh Công nhân viên chức Canada đánh dấu dấu hiệu đầu tiên về những gì chính phủ bảo thủ cấp tiến đang tìm kiếm trong các giao dịch, mà cũng đang được thương lượng với bốn công đoàn giáo viên lớn. Các hợp đồng trước đó phải tuân theo luật có tên là Dự luật 124, được chính phủ đưa ra vào năm 2019 giới hạn mức tăng lương ở mức 1% một năm trong 3 năm đối với công nhân khu vực công. Công đoàn QP và các công đoàn khác cho biết họ đang thúc giục tăng lương để vừa bù đắp cho việc hạn chế tiền lương vừa để giải quyết chi phí sinh hoạt tăng cao. Thống kê Canada cho biết tỷ lệ lạm phát hàng năm trong tháng 6 là 8,1%. Công đoàn cho biết họ không hài lòng với đề xuất của chính phủ. Theo đó, họ cho rằng sẽ không đủ để người lao động trả chi phí thuê nhà tăng cao hoặc là đặt thức ăn trên bàn của họ. QB đại diện cho 55.000 công nhân, bao gồm các nhà giáo dục mầm non, nhân viên quản lý trường học, tài xế xe bus và người giám hộ. QP đã yêu cầu tỉnh tăng lương hàng năm lên 11,7%, tương đương 3,25 đô la mỗi một giờ, lập luận rằng tiền lương của người lao động đã bị hạn chế trong thập kỷ qua và lạm phát dự kiến sẽ tăng thêm. Bộ trưởng Giáo dục ông Stephen Lachey cho biết, đề xuất của chính phủ là hợp lý, công bằng và mang lại sự ổn định. 1,5 triệu ngôi nhà cần được xây dựng trong thập kỷ tới tại Ontario với một nửa ở Peel, York và thành phố Toronto. Một báo cáo mới từ một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Ottawa xác nhận rằng Ontario cần phải xây dựng thêm 1,5 triệu ngôi nhà trong thập kỷ tới để đáp ứng nhu cầu về nhà ở mới. Báo cáo có tiêu đề "Ontario's need for 1.5 million more homes", cho biết hiện nay đã thiếu gần một nửa ngôi nhà trong tỉnh này và sẽ cần thêm khoảng 1 triệu ngôi nhà nữa khi tỉnh này phát triển. Báo cáo cũng lưu ý rằng 48% nhu cầu chỉ đến từ ba khu vực Toronto, vùng York và vùng Peel. Báo cáo cho thấy khu vực vùng Peel cần xây dựng thêm 277.000 ngôi nhà mới. Thành phố Toronto đứng ngay sau đó với 259.000 ngôi nhà mới và York là 180.000, 100 căn nhà mới. Tiếp theo là thành phố Ottawa cần 100.100 .100 ngôi nhà và Horton 90.400 ngôi nhà lọt vào top 5 trong danh sách top 10. Năm thành phố còn lại là vùng Durham cần 89.900 ngôi nhà mới, vùng Waterloo 70.000 ngôi nhà mới, Simcoe 69.900, Hamilton 52.400 và Middlesex là 39.500. Có ba khu vực của tỉnh, không giống như các vùng trên là sẽ bị thu hẹp đôi chút. Báo cáo cho thấy rằng vùng Thunder Bay Themis Kemen và Cochrane sẽ cần ít nhà hơn. Quebec tiêm tăng cường COVID-19 cho người cao niên trong các nhà chăm sóc dài hạn. Quebec đã bắt đầu cung cấp liều vaccine COVID-19 thứ năm cho cư dân của các nhà chăm sóc dài hạn và khu vực nhà riêng dành cho người cao niên. Bộ Y tế cho biết họ đã khởi động chiến dịch vaccine mới ở những người có nguy cơ mắc bệnh vì dự kiến các ca sẽ gia tăng vào mùa thu sau khi các trường học mở cửa trở lại. Bộ cho biết khoảng thời gian khuyến cáo cho các liều tăng cường lợi ích nhất cách nhau 5 tháng. Giám đốc Y tế Cộng đồng và Tiến sĩ Luke Boiler cho biết chính phủ sẽ tăng cường thông điệp về việc tiêm chủng trong những tuần tới khi hệ thống y tế chuẩn bị cho một đợt COVID-19 khác. Ông cũng cho biết người dân nên tiếp tục đeo khẩu trang ở những nơi đông người và khi bắt đầu có các triệu chứng COVID-19. Trong khi đó, Quebec báo cáo có thêm 3 trường hợp tử vong do coronavirus vào ngày thứ hai và giảm 7 bệnh nhân nhập viện vì COVID-19. Quyền lực của một thị trưởng mạnh mẽ được mở rộng đến nhiều thành phố hơn của Ontario. Thủ hiến Ontario on dot for hôm thứ Hai cho biết, ông đang có kế hoạch mở rộng quyền lực thị trưởng mạnh mẽ đến các thành phố tự trị khác ngoài Toronto và Ottawa như là một cách để xây dựng nhiều nhà hơn phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội các thành phố Ontario tại Ottawa. Ông Ford cho biết luật mới sẽ cung cấp cho các thị trường những công cụ bổ sung để thúc đẩy các ưu tiên của tỉnh, đứng đầu và tăng cường xây dựng nhà ở. Đạo luật được nêu vào tuần trước sẽ cho phép các thị trường bỏ qua sự phê duyệt của hội đồng đối với một điều luật, chẳng hạn như điều luật phân vùng, điều mà có thể làm cản trở cho một loạt các ưu tiên của tỉnh sẽ được đưa ra sau này trong các quy định luật pháp cũng sẽ trao cho các thị trưởng trách nhiệm chuẩn bị và lập bản ngân sách thành phố của họ, thay vì là hội đồng, và cho phép bổ nhiệm một quan chức hành chính, thuê và sa thải các bộ phận, ngoại trừ các trường hợp bổ nhiệm theo luật định như là tổng kiểm toán, cảnh sát trưởng hoặc sĩ quan cứu hòa trưởng. Thị trưởng Toronto ông John Tory ủng hộ ý kiến này, mặc dù thị trưởng hiện tại sắp mạng nhiệm của Ottawa thì không, và cả hai ứng cử viên sẽ vào thay thế cho chỗ của ông cũng phản đối điều này thị trưởng của các thành phố lớn khác đã bày tỏ sự quan tâm đến các quyền lực như vậy. Thủ hiến Alberta Jason Kenney cho đến nay đã từ chối chọn một ứng cử viên yêu thích trong cuộc đua để kế nhiệm ông, nhưng khi được yêu cầu nhận xét về nền tảng nổi bật của một trong những ứng cử viên hàng đầu, ông đã gọi nền tảng đó là điên rồ. Ông Kenney đã được hỏi về ý kiến của mình về đạo luật chủ quyền ở Alberta được đề xuất bởi ứng cử viên lãnh đạo đảng bảo thủ thống nhất Daniel Smith. Bà Smith cho biết nếu giành được quyền lãnh đạo, bà sẽ đưa ra một dự luật vào mùa thu này để trao cho Alberta quyền bỏ qua các luật liên bang và các phán quyết của tòa án nếu không có lợi cho tỉnh bang. Các học giả pháp lý cho rằng một dự luật như vậy sẽ là bất hợp pháp, không thể thực thi và là một sự đe dọa nguy hiểm đối với sự tôn trọng pháp quyền thủ hiến kenny nói rằng ông chắc chắn rằng ngay cả khi cơ quan lập pháp thông qua luật thống đốc sẽ từ chối và alberta sẽ trở thành trò hề bà smith đã chỉ trích ông kenny trong một tuyên bố hôm chủ nhật vì can thiệp vào cuộc tranh cử lãnh đạo nói rằng bình luận của ông là thiếu thông tin và thiếu tôn trọng đối với đa số thành viên ucp đang ngày càng gia tăng ủng hộ sáng kiến quan trọng này Người mua nhà ở Ontario choáng váng vì khoản phí bổ sung 175.000 từ nhà phát triển, kêu gọi hành động của chính phủ. Một số người mua cách đây nhiều năm đã mua các công trình xây dựng trong một khu phát triển nhà ở Stainer, Ontario, đang rất tức giận và kêu gọi sự can thiệp của chính phủ sau khi họ được thông báo rằng họ sẽ cần phải trả hơn 175.000 đô la nữa so với mức đã thỏa thuận trong hợp đồng với nhà phát triển trước khi ngôi nhà của họ được xây dựng Báo chí đã nói chuyện với nhiều người đã mua nhà trong khu phát triển Ashton Meadows, cách Toronto khoảng 125 km về phía bắc, và những người này nói rằng, trong những tuần gần đây, Briarwood Development Group đã nói với họ rằng, họ cần phải trả thêm tiền để xây nhà hoặc là ký một thỏa thuận để hủy bỏ, mất nhà và lấy lại tiền đặt cọc. Công ty Briarwood nói mức tăng giá đột ngột là do các vấn đề về chuỗi cung ứng cùng với chi phí nhân công và nguyên liệu cao do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, người mua thì khẳng định họ đang vướng vào một trường hợp doanh nghiệp tham lam và nói rằng chính phủ Ontario cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ những người ở vị trí của họ. Trong khi thủ hiến đất Ford trước đây cho biết tỉnh sẽ hỗ trợ người mua trong những tình huống như thế này, các chuyên gia cho rằng chính phủ vẫn chưa làm đủ. Cô Lafour ban đầu mua căn nhà của mình với giá hơn 605.000 đô la, với số tiền đặt cọc là hơn 62.500 đô la. Cô cho biết ngày chốt ban đầu dự kiến là ngày 31 tháng 8 năm 2021, nhưng Briarwood bắt đầu gửi thông báo trì hoãn trong thời gian đại dịch. Vào đầu tháng 5 thì Lafour nhận được thông báo từ công ty này báo rằng ngôi nhà của cô ấy vẫn chưa hoàn thành vào năm 2022. Cô ấy đã được đề nghị hủy hợp đồng và sẽ nhận lại tiền đặt cọc. Cô Lafour đã không ký tên vào đó Cô ấy và chồng chỉ muốn ngôi nhà của họ được xây dựng. Vào tháng 7, cặp đôi này đã được gọi đến một cuộc họp với Briarwood. Lafour cho biết họ đưa ra hai lựa chọn, hoặc trả thêm 175.000 đô la gần 3 năm sau khi họ đã ký hợp đồng ban đầu, hoặc là ký đơn giản là hủy hợp đồng. Lính cứu hỏa bị thương nặng sau khi ngọn lửa bùng phát tại nhà ở phía bắc Toronto các quan chức cho biết một lính cứu hỏa đã bị thương nặng sau vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở đầu phía bắc của Toronto vào đầu ngày thứ hai. Ngay trước 6 giờ 30 sáng thì có báo cáo rằng một lính cứu hỏa đã bị thương. Không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng người phát ngôn của Toronto Paramedic Services cho biết người lính cứu hỏa đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Một thông tin cập nhật được đăng trên Twitter bởi nhân viên dịch vụ cứu hỏa Toronto cho biết Nhân viên cứu hỏa phải chuyển sang chế độ phòng thủ và cố gắng để ngăn ngọn lửa lan sang những ngôi nhà gần đó, không có báo cáo về thương tích khác. Cảnh sát kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để xác định nghi phạm tấn công ở núi Hamilton. Cảnh sát khu vực thành phố Hamilton đang yêu cầu sự giúp đỡ của công chúng để cố gắng xác định một nghi phạm đã hành hung một phụ nữ trên núi Hamilton vào tháng 7. Cảnh sát cho biết một phụ nữ đang đi bộ trong khu vực Upper Paradise và C. Drive vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 7 thì bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận, kéo cô ra khỏi đường mòn và bắt đầu hành hung cô. May mắn là những người chứng kiến đang đi lại trong khu vực đã kịp thời căng ngăn, khiến nam thanh niên này dừng hành vi của mình và bỏ chạy. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh ta chạy trốn theo hướng Nam tới Upper Paradise và sau đó được nhìn thấy trên video ở khu vực Edge Hill Drive đây là một vụ tấn công bạo lực vào ban ngày và chúng tôi cần sự giúp đỡ của công chúng trong việc xác định nghi phạm trước khi anh ta hành động lại chúng tôi khuyến khích bất kỳ ai có thể nhận ra anh ta liên hệ với cảnh sát hoặc là Crime Stoppers rất may các nhân chứng đã có thể can thiệp trong cuộc tấn công nếu không chúng tôi có thể phải đối mặt với các kết quả khác nhau trung sĩ thám tử Jennifer Curry cho biết trong một thông cáo Cảnh sát nói rằng họ có thông tin rằng nghi phạm này có thể là học sinh hoặc là mới tốt nghiệp một trường trung học trong khu vực. Nhân viên và học sinh tại các trường trung học địa phương được khuyến khích xem lại hình ảnh và liên hệ với các nhà điều tra nếu họ nhận ra anh ta. Cảnh sát Hamilton cũng biết về một số vụ đã xảy ra trên đường mòn Hamilton kể từ tháng 6 năm 2022. Do đó, sở cảnh sát Hamilton đã triển khai thêm các nguồn lực để tăng cường sự hiện diện của cảnh sát trên các con đường mòn trong khu vực để giúp bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Bốn người phải nhập viện sau khi chiếc xe bán tải lao vào một nhà hàng tại Calgary. Bốn người đã được đưa đến bệnh viện vào tối ngày thứ Bảy sau khi một chiếc xe bán tải lao vào một nhà hàng ở đông nam của thành phố Calgary. Cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi từ khu vực sau 10 giờ tối thứ Bảy sau khi một chiếc GMC Sierra màu đen do một người đàn ông 76 tuổi lái đã đâm vào một nhà hàng có tên là Sammy's Chop House trên 34 Avenue South East. Theo bản tin cho hay, tài xế đã đâm chiếc xe vào trước cửa của nhà hàng với tốc độ cao trước khi chiếc xe dừng lại. Nhiều người đã được giám định tại hiện trường, nhưng chỉ có 4 người trong số họ được chuyển đến bệnh viện. Người lái xe và người duy nhất ngồi trong xe cùng ở lại hiện trường vẫn chưa có cáo buộc nào được đưa ra và vụ việc còn đang được các đơn vị cảnh sát giao thông Calgary điều tra. Theo cảnh sát thì vụ việc không liên quan tới rượu bia. Tài xế xe tải của tỉnh PC bị kết án 4 năm tù vì buôn lậu 33 kg ma túy đá qua biên giới. Một tài xế xe tải của tỉnh PC đã bị kết án nhiều năm tù sau khi bị bắt quả tang buông lậu qua biên giới chất ma túy có tên là methamphetamine. Trong một bản cập nhật hôm thứ Hai về vụ án kéo dài nhiều năm, cảnh sát cho biết Sajid Shahar ở Surrey đã bị kết án vào ngày 22 tháng 7 sau khi bị kết tội nhập khẩu, xuất khẩu chất kiểm soát và do sở hữu chất kiểm soát với mục đích buôn lậu. Các cáo buộc bắt nguồn từ một cuộc kiểm tra được thực hiện vào tháng 11 năm 2018 tại Pacific Highway Border Crossing. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy 33 kg chất methamphetamine được giấu trong cabin của tài xế vào ngày hôm đó và sau đó chúng được xác nhận là 100% nguyên chất. Phiên tòa xét xử Shahor diễn ra vào ngày 22 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2021. Cảnh sát cho biết, Soho đã kiên quyết và nói rằng anh ta đã phải chủ động thực hiện các hành vi bị cáo buộc là vì bị cưỡng bức vì những lời đe dọa giết từ một cá nhân đã yêu cầu anh ta vận chuyển lọc. Bộ thẩm đoàn đã kết tội anh ta về hai tội danh, 4 năm tù cho tội xuất nhập khẩu chất bị kiểm soát và 2,5 năm tù cho tội sở hữu chất bị kiểm soát với mục đích buôn lọc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Xin mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Và sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Ukraine kêu gọi thế giới hãy thể hiện sức mạnh sau khi xảy ra pháo kích gần với nhà máy hạt nhân. Bình Nhưỡng nói rằng Nga và Triều Tiên sẽ mở rộng mối quan hệ song phương khi đối mặt với các lực lượng quân sự thù địch. Châu Âu sát lọc kỷ lục trái rừng vào năm 2022, vương quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt phát sinh Covid kép nhắm mục tiêu Omicron. Người mua sắm IKEA tại Trung Quốc đã hoảng sợ và cố gắng thoát khỏi cuộc phong tỏa Covid-19 chốt nhoáng. Bang North Carolina tính nâng cấp cao đường để phục vụ cho nhà máy 4 tỷ đô la của VinFast. Một phụ nữ thiệt mạng sau khi bị cây du ở bãi biển South Carolina đập vào người. Vợ chồng hoàng tử Harry sẽ đến thăm vương quốc Anh và Đức vào tháng tới và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết mời quý vị chú ý theo dõi. Và sau đây Hoàng Anh sẽ tiếp tục với bản tin thế giới. Ukraine kêu gọi thế giới thể hiện sức mạnh sau khi xảy ra pháo kích gần nhà máy hạt nhân. Ukraine đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và cảnh báo về hậu quả của thảm họa tại nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, nơi các cuộc pháo kích mới xảy ra gần đó đã làm mới cuộc đổ lỗi giữa cả hai bên, trong khi các quan chức Ukraine và Nga đã đưa ra cáo buộc về việc bên nào chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công gần nhà máy hạt nhân Zaporizhia ở miền Nam Ukraine, cơ quan giám sát hạt nhân thế giới đã cảnh báo về thảm họa nếu giao tranh không dừng lại. Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo binh lính Nga rằng, nếu họ tấn công địa điểm ở thành phố Enoda hiện do Nga kiểm soát hoặc là sử dụng nó làm căn cứ để bắn thì họ sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt. Ông Vladimir Rogov, là một quan chức do Nga cài cấm ở Enohoda, hôm thứ Hai cho biết, khoảng 25 cuộc tấn công bằng pháo hàng nặng từ pháo M777 do Mỹ sản xuất đã tấn công gần nhà máy hạt nhân và các khu dân cư trong khoảng thời gian 2 giờ. Hãng thông tấn Interfax của Nga trích dẫn dịch vụ báo chí của chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Enohoda cho biết các lực lượng Ukraine đã khai hỏa với các vụ nổ gần nhà máy điện nhưng theo người đứng đầu chính quyền quận Nikopol nằm bên kia sông so với Anohoda và vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine cho rằng, các lực lượng Nga đã nả pháo vào thành phố để cố gắng tạo ra hiện trường cho thấy Ukraine đang tấn công nó. Ukraine trong nhiều tuần qua cho biết họ đang lên kế hoạch phản công để chiếm lại Zaporizhia và tỉnh Kherson lân cận, phần lãnh thổ lớn nhất mà Nga chiếm giữ sau cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 và vẫn đang nắm giữ. Bình Nhưỡng nói Nga và Triều Tiên sẽ mở rộng quan hệ song phương khi đối mặt với các lực lượng quân sự thù địch. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng hai nước sẽ mở rộng quan hệ song phương toàn diện và mang tính xây dựng với những nỗ lực chung. Trong một bức thư gửi ông Kim nhân ngày giải phóng Hàn Quốc, ông Putin nói rằng mối quan hệ chặt chẽ hơn sẽ vì lợi ích của cả hai nước và sẽ giúp tăng cường an ninh và ổn định của cả bán đảo triều tiên và khu vực đông bắc á theo hãng thông tấn nhà nước triều tiên nói ông kim cũng đã gửi một bức thư cho ông putin nói rằng tình bạn nga và triều tiên đã được hung đúc trong thế chiến thứ hai với chiến thắng trước nhật bản quốc gia mà đã chiếm đóng bán đảo triều tiên ông kim cho biết sự hợp tác chiến lược và chiến thuật sự ủng hộ và đoàn kết giữa hai nước kể từ đó đã lên một tầm cao mới là nỗ lực chung của họ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa và khiêu khích từ các lực lượng quân sự thù địch. Hãng thông tấn nhà nước không xác định các thế lực thù địch, nhưng họ thường sử dụng thuật ngữ đó để chỉ Hoa Kỳ và các đồng minh của họ. Ông Kim dự kiến hợp tác giữa Nga và Triều Tiên sẽ phát triển dựa trên một thỏa thuận được ký kết vào năm 2019 khi ông gặp ông Putin. Vào tháng 7, thì Triều Tiên đã công nhận hai nước Cộng hòa Nhân dân ly khai cho Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine là các quốc gia độc lập và các quan chức đã đưa ra triển vọng các công nhân Triều Tiên sẽ được cử đến các khu vực này để giúp đỡ xây dựng và lao động khác. Ukraine, quốc gia đang chống lại cuộc xâm lược của Nga, được Moscow mô tả là một hoạt động quân sự. Ngay lập tức các nước quan hệ với Bình Nhưỡng vì động thái này. Châu Âu xác lập kỷ lục cháy rừng vào năm 2022 Hãng thông tấn AFP đưa tin mới đây trích dẫn dữ liệu từ Liên minh châu Âu cho thấy châu Âu đang trong tình trạng phá hủy đất kỷ lục do cháy rừng vào năm 2022. Cảnh báo được đưa ra khi lục địa này trải qua một đợt nắng nóng gây gắt vào mùa hè và hạn hán, mà các nhà khoa học cho rằng đó là kết quả của biến đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra. Gần 660.000 hecta đất đã bị tàn phá bởi trận cháy rừng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 13 tháng 8. Số liệu từ hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu cho thấy con số này cao hơn 56% so với kỷ lục trước đó được thiết lập so với cùng kỳ năm 2017. Nếu năm 2022 đi theo một quỹ đạo tương tự như năm 2017, thì châu Âu tất nhiên sẽ chứng kiến hơn 1 triệu hecta đất bị phá hủy. Năm 2017, con số này đã đạt mức 988.087 hecta. Tây Ban Nha bị ảnh hưởng nặng nề nhất cho đến nay trong năm. Các đám cháy đã phá hủy 244.000 hecta đất, tiếp theo là Romania trên 150.000 ha đã bị hủy và Bồ Đào Nha là trên 77.000 ha. dữ liệu vệ tinh từ dịch vụ giám sát khí quyển Copernicus của khối châu Âu cảnh báo rằng, một phần lớn Tây Âu hiện đang ở trong nguy cơ hỏa hoạn cực độ. Hơn 60.000 ha đã bốc cháy trong năm nay ở Pháp, gấp 6 lần mức trung bình cả năm cho giai đoạn 2006 đến 2021. Một trận cháy rừng hoành hành ở cả hai bên biên giới Séc và Đức đã được dập tắt vào thứ Sáu. Tháng trước, hàng ngàn lính cứu hỏa đã dành hai tuần để dập tắt trận cháy rừng lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Slovenia. Những đợt nắng nóng liên tiếp đã làm bùng phát các đám cháy rừng trên khắp châu Âu vào mùa hè này, làm nổi bật lên những rủi ro đối với các doanh nghiệp và sinh kế do biến đổi khí hậu cả những đợt nắng nóng và hạn hán sau đó đều gây ra những hậu quả nặng nề cho nông dân và các hệ sinh thái vốn đang bị đe dọa. Hạn hán đang khiến nông sản và các thực phẩm khác bị thất thoát vào thời điểm nguồn cung cấp và cuộc chiến chống Ukraine của Nga đã khiến lạm phát tăng đột biến. Hồ Garda nổi tiếng của Ý đang ở mức thấp nhất từng được ghi nhận, trong khi mực nước dọc sông Rhine của Đức có nguy cơ xuống thấp đến mức có thể trở nên khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả than và xăng. Giao thông đã chậm lại một cách nhỏ giọt. Các nhà dự báo cảnh báo các đợt nắng nóng thường xuyên hơn và có thể kéo dài hơn. Vương quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt vắc xin COVID kép nhắm mục tiêu Omicron. Hôm thứ Hai, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vắc xin COVID-19 kép là một loại vắc xin nhắm đến cả virus ban đầu và biến thể Omicron. Vắc xin Moderna cập nhật được gọi là vắc xin hai giá trị vì nó nhắm vào hai biến thể, dự kiến sẽ được cung cấp cho người lớn dưới dạng tiêm nhắc lại từ mùa thu sau khi nhận được thông báo từ cơ quan quản lý các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc của Vương quốc Anh, gọi tắt là MHRA vào ngày thứ hai. Loại vắc xin này cũng đã nhận được sự chứng thực từ cơ quan tư vấn khoa học độc lập của chính phủ Anh là Ủy ban thuốc cho người. MHRA cho biết trong khi các vắc hiện có được thiết kế để chống lại chủng virus ban đầu, tiếp tục cung cấp khả năng bảo vệ tốt. Phiên bản tăng cường thì sẽ cung cấp khả năng phòng thủ tốt hơn khi virus tiến hóa. Ủy ban thuốc cho người nói rằng, việc phê duyệt này đánh dấu một bước tiến trong việc phát triển phát sinh, đặc biệt là đối với các loại virus có mức độ đột biến cao. Chính phủ Vương quốc Anh vẫn chưa công bố chính xác ai sẽ nhận được vaccine này, Tuy nhiên, tất cả những người trên 50 tuổi và những người thuộc nhóm nguy cơ cao ở vương quốc Anh sẽ được tiêm nhắc lại từ tháng tới. Chính phủ Anh đã hạ thấp ngưỡng tuổi đối với những người đủ điều kiện đã nhận thuốc tiêm nhắc lại mùa thu vào tháng 7 sau khi virus tiếp tục lây lan. Vaccine được coi là một trong những cách hiệu quả nhất để làm giảm sự lây lan ở mức độ nghiêm trọng của virus. Nghiên cứu trên tạp chí y khoa The Lancet ước tính vào tháng 6 rằng Vắc-xin covid-19 đã ngăn ngừa gần 20 triệu ca tử vong trong năm đầu tiên sử dụng. người mua sắm IKEA ở Trung Quốc hoảng sợ và cố gắng thoát khỏi cuộc phong tỏa covid-19 chớp nhoáng. những người mua sắm tại một cửa hàng IKEA tại Trung Quốc hôm thứ bảy đã vội vã tìm lối thoát và vượt qua đám đông các nhân viên an ninh sau khi họ nhận được thông báo rằng một đợt phong tỏa covid-19 chớp nhoáng sắp bắt đầu. Theo bản tin của CNN, thì các quan chức y tế của thành phố Thượng Hải đã ra lệnh đóng cửa IKEA sau khi một trường hợp nhiễm coronavirus đã được phát hiện có liên quan mật thiết với cửa hàng này. Một đoạn video được quay bên trong của cửa hàng cho thấy cảnh tượng hỗn loạn sau khi những người mua sắm tuyệt vọng chen chúc nhau qua một lối xa và cố gắng tránh bị mắc kẹt ở bên trong. Phó giám đốc của Ủy ban Y tế Thượng Hải nói với BBC News rằng việc đóng cửa đột ngột đã được yêu cầu sau khi một người có liên hệ chặt chẽ với một đứa trẻ dương tính với COVID đã đến thăm cửa hàng. Tờ Shanghai Daily Chủ nhật đưa tin gần 400 người tiếp xúc gần gũi với cậu bé 6 tuổi đã được xác định và thêm 80.000 người đã được yêu cầu tiến hành xét nghiệm PCR cho kết quả của việc truy vết tiếp xúc. Việc phong tỏa nghiêm ngặt vẫn là một chủ đề gây tranh cãi ở Thượng Hải. Vào đầu năm nay thì nhiều người trong số 25 triệu dân cư của thành phố đã bày tỏ sự giận dữ sau khi chính phủ áp đặt lệnh cách ly 2 tháng đối với toàn thành phố. Các nhà xây dựng nhà nói rằng Hoa Kỳ đang trong cuộc suy thoái nhà ở. Tâm lý của người xây dựng thị trường nhà ở giảm xuống mức tiêu cực trong tháng 8 khi mà các nhà xây dựng và người mua phải vật lộn với chi phí cao hơn. Chỉ số thị trường nhà ở của Hiệp hội các nhà xây dựng quốc gia Wells Fargo đã giảm 6 điểm xuống 49 trong tháng này, là mức giảm hàng tháng thứ 8 liên tiếp. Nhà kinh tế trưởng Robert Diaz cho biết, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn từ cục dự trữ liên bang và chi phí xây dựng liên tục tăng cao đã dẫn tới sự suy thoái nhà ở. Bất chấp chi phí đất đai, giá nhân công và vật liệu cao hơn, khoảng 1 phần 5 nhà xây dựng vào tháng 8 đã báo cáo phải giảm giá trong tháng qua để tăng doanh số bán hàng hoặc là hạn chế việc hủy bỏ mức giảm trung bình được báo cáo là 5%. Rào cản lớn nhất đối với người mua lúc này là khả năng chi trả. Giá nhà đã tăng lên kể từ khi bắt đầu đại dịch và lãi suất của khoản thế chấp cố định trong 30 năm đã đạt mức thấp lịch sử trong phần đầu tiên của đại dịch. Tăng trưởng giá nhà đã khá nhiệt phần nào trong những tuần gần đây, trong khi lãi suất thế chấp đã giảm xuống từ mức cao. San Francisco đang thử nghiệm các thiết kế thùng rác mới để dọn dẹp đường phố, một chiếc có giá 20.000 đô la Mỹ. Một cái thùng hình hộp là một trong sáu thiết kế mới xuất hiện trên các đường phố của San Francisco vào mùa hè này, như một phần của cuộc tìm kiếm lâu dài của thành phố về loại lon hoàn hảo. Các thùng rác tràn là cảnh thường thấy ở thành phố phía bắc California, cùng với hàng đống quần áo đã qua sử dụng, giày dép hay đồ đạc và các vật dụng khác nằm rải rác trên các lối đi bộ đôi khi không thể vượt qua. Các quan chức thành phố đã thuê một công ty công nghiệp địa phương thiết kế riêng chiếc thùng cùng với hai nguyên mẫu khác có giá là 19.000 đô la Mỹ và 11.000 đô la Mỹ mỗi một chiếc. Cư dân San Francisco hiện đang được trao cơ hội để đánh giá chúng cùng với ba lựa chọn không có sẵn được thêm vào chương trình thử nghiệm sau khi các quan chức phải đối mặt với những lời chỉ trích. Vào tháng 7, thành phố đã triển khai 15 thùng rác tùy chỉnh và 11 thùng rác được thiết kế sẵn. Mỗi thùng có giá từ 630 đô la Mỹ đến 2.800 đô la Mỹ. Với mã QR được dán vào chúng để yêu cầu người dân điền vào trong một cuộc khảo sát. Các quan chức thành phố cho biết họ dự định trả không quá 3.000 đô la Mỹ cho mỗi thùng. San Francisco bắt đầu tìm kiếm loại thùng rác hoàn hảo vào năm 2018 khi các quan chức quyết định đã đến lúc thay thế hơn 3.000 thùng rác công cộng đã tồn tại trên đường phố gần 20 năm. Theo các quan chức thì các thùng rác hiện nay là một lỗ hỏng quá lớn, cho phép dễ dàng lục lọi. Chúng cũng có bản lệ cần sửa chữa liên tục và ổ khóa dễ bị hỏng. Một số người còn lật đổ chúng, che chúng bằng hình vẽ trên tường hoặc là đốt chúng. Thành phố rất nghiêm túc trong nỗ lực, đến mức đã tạo ra các bản đồ tương tác để người dân có thể theo dõi và thử nghiệm các thiết kế khác nhau bao gồm mẫu Soft Square cũng là mẫu đắt nhất với giá là 20.900 đô la Mỹ. Thùng đựng bằng thép không rỉ, hình hộp, có lỗ mở để đựng sát và tái chế lon và chai, đồng thời có cả bàn đạp chân. Rác thải trên đường phố San Francisco đã là một vấn đề trong nhiều thập kỷ. Vào năm 2007, thị trưởng Gavin Newsom lúc bấy giờ đã loại bỏ khoảng 1.500 trong số 4.500 thùng rác của thành phố, vì ông nói rằng chúng không giúp giữ cho đường phố sạch sẽ và đang trở thành thỏi nam châm cho nhiều rác hơn. Các quan chức không thể cho biết có bao nhiêu thùng chứa hiện có trên lề đường, nhưng thành phố có kế hoạch thay thế ít nhất là 3.000 thùng. Loại thùng rác nào thành phố sẽ nhận được phụ thuộc vào phản hồi từ các nhân viên vệ sinh và các cuộc khảo sát hoàn thành vào cuối tháng 9. Những chiếc thùng mới dự kiến sẽ không xuất hiện trên đường phố cho đến cuối năm 2023. Bang North Carolina thuộc miền trung vùng bờ đông nước Mỹ mới đây thông báo họ có kế hoạch xây dựng một mạng lưới đường và cầu vượt mới gần địa điểm hãng xe hơi VinFast của Việt Nam chọn xây nhà máy chế tạo xe hơi chạy điện. Tờ North Carolina Times và Spot On North Carolina trong dịp cuối tuần vừa qua đưa tin rằng dự án nâng cấp cầu và đường sẽ diễn ra trong hai giai đoạn làm thay đổi đoạn quốc lộ US-1 và đoạn US-1 cũ Lâu nay ít xe cộ qua lại gần thị trấn nhỏ Moncure, quận Hạt Chatham, ở vùng đông nam của bang. Sẽ có vài ngôi nhà bị phá dở. Và cho biết thêm rằng Sở Giao thông của bang sẽ trình bày về dự án cũng như là trả lời các câu hỏi tại một phiên họp công khai với dân vào chiều thứ ba ngày 16 tháng 8 được tổ chức tại Trung tâm Nông nghiệp và Hội nghị quận Hạt Chatham, ở thị trấn Pittsburgh. Theo báo cáo địa phương, một số đoạn đường sẽ được nắng lại và mở rộng lên 4 làng. Một số nút giao thông sẽ được thiết kế lại và mở rộng. Sẽ có một số đường mới kèm theo cầu vượt mới dẫn thẳng đến địa điểm nhà máy. Các đoạn cầu và đường được nâng cấp, mở rộng sẽ được phục vụ nhiều xe tải qua lại hơn. Sở Giao thông North Carolina hy vọng sẽ được cấp phép và bắt đầu thi công vào tháng 1 năm 2023. Phần lớn việc sửa chữa, nâng cấp sẽ kết thúc vào mùa xuân năm 2024. Toàn bộ việc mở rộng đường sẽ hoàn tất vào năm 2025. Những thay đổi về cầu và đường sẽ giúp công nhân và khách thăm và các nhà cung cấp đi lại dễ dàng hơn tới nhà máy của VinFast. Bang North Carolina dành một gói ưu đãi trị giá 1,25 tỷ đô la để thu hút hãng VinFast đến với bang trong gói này thì khoảng 250 triệu đô la dành cho nâng cấp cầu và đường ở trong và xung quanh địa điểm xây nhà máy, theo thông tin từ Sở Thương mại của bang. Theo Voa đưa tin, VinFast dự định đầu tư 4 tỷ đô la để xây nhà máy quy mô lớn, chế tạo xe hơi chạy điện ở North Carolina. Hãng nói sẽ tuyển dụng 7.500 người cho nhà máy và sẽ bắt đầu xuất xưởng 200.000 xe hơi điện một năm hoặc là nhiều hơn thế vào khoảng năm 2027. Nếu VinFast thực hiện thành công đại dự án này, đó sẽ là dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử của bang North Carolina, theo các báo địa phương đưa ra nhận xét. Điều này cũng đồng nghĩa là VinFast sẽ trở thành hãng tuyển dụng nhiều lao động nhất ở quận Hạt Chatham tính đến nay. Nhiều hơn tổng số người lao động tại 10 hãng hàng đầu khác hiện đang hoạt động trong cùng quận Hạt, theo trang Access North Carolina. Theo một bản tin của Chatham News Plus Record hôm 10 tháng 8 cho biết, Vinfast đã bỏ ra số tiền là 43 triệu 977.500 đô la để mua lô đất rộng hơn 714 ha nằm trên đường Moncure Flatwood để xây nhà máy. Tờ báo địa phương này dẫn lại lời các lãnh đạo Vinfast nói với báo rằng hãng muốn động thổ vào giữa tháng 9 và sản xuất xe để đưa đến người tiêu dùng vào khoảng tháng 7 năm 2024. một người phụ nữ đã thiệt mạng sau khi bị cây dù ở bãi biển South Carolina đập vào người. Hôm thứ Tư vừa qua, một người phụ nữ đã thiệt mạng sau khi bà đã bị một cây dù đang bị gió thổi bay đập vào người tại một khu vực chưa hợp nhất của quận Horry. Bà Tammy Burrow, 63 tuổi, đã bị cây dù đánh trúng khi đang ở Beach Access 14. Theo báo cáo, các nhân chứng cho biết một cây dù từ một khách sạn gần đó đã bị thổi bay từ mặt đất lên không trung Cây dù đã rơi xuống bãi biển cho đến khi nó va vào nạn nhân ở phía bên trái phần thân trên của bà, theo báo cáo cho biết. Bà Pro đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Nguyên nhân cái chết của bà Pro là do chấn thương ngực do trục của cây dù gây ra. Cảnh sát điều tra mối đe dọa trực tuyến đối với J.K. Rowling sau khi cô thuyết về vụ việc của Simon Rusty cảnh sát Scotland đang điều tra một mối đe dọa trực tuyến chống lại tác giả Harry Potter J.K. Rowling sau khi cô đã đăng tả dòng thuyết ủng hộ cho Simon Rusty. Rusty là một tác giả khác đã bị đâm liên tục vào ngày thứ Sáu tuần trước vào ngày 12 tháng 8 khi ông có một bữa diễn thuyết ở New York và khiến cho ông bị thương nặng. Cùng ngày, Rowling, 57 tuổi, đã thuyết rằng cô ấy cảm thấy rất ghê tởm ngay bây giờ trước cuộc tấn công. Và một người dùng Twitter đã trả lời, đừng lo lắng, bạn là người tiếp theo. Rowling đã yêu cầu hỗ trợ từng người duyệt Twitter và chia sẻ ảnh chụp màn hình của người dùng Twitter đã đưa ra lời đe dọa để ủng hộ cho người đã tấn công Rusty. Nữ nhà văn cũng thiết rằng cảnh sát đã vào cuộc và cô đã làm việc với họ về các mối đe dọa khác. Vào ngày Chủ nhật, cảnh sát Scotland đã thông báo rằng họ đã bắt đầu điều tra về dòng thuyết đe dọa. Kể từ ngày thứ hai, dòng thuyết được đề cập dường như đã bị xóa và tài khoản đăng lời đe dọa cũng bị đình chỉ. Trước đó, vào ngày thứ Sáu, Salman Rushdie, 75 tuổi, khi đang chuẩn bị thuyết trình thì bị một người đàn ông lao lên sân khấu và đâm ông nhiều nhát. Tác giả gốc Ấn Độ đã bị tổn thương gan, đứt dây thần kinh một cánh tay và một mắt và phải thở máy. Các báo cáo nói rằng ông Rushdie có thể sẽ phải mất con mắt bị thương. Hedy 24 tuổi, ở Fairview, New Jersey, đã bị bắt sau vụ tấn công. Anh đã bị buộc tội vào ngày thứ Bảy, nhưng mà đã không nhận tội cố gắng giết người và các cáo buộc hành hung. Công tố viên đã gọi vụ việc là một cuộc tấn công có chủ đích, vô cớ và đã được lên kế hoạch trước. Vợ chồng hoàng tử Harry sẽ đến thăm vương quốc Anh và Đức vào tháng tới. Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle, nữ công tước xứ Sussex sẽ đến thăm vương quốc Anh vào tháng tới đây là lần đầu tiên kể từ sau lần họ trở lại tham dự lễ kỷ niệm năm thánh Bạch Kim của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Một người phát ngôn của cặp đôi hôm thứ Hai cho biết họ sẽ đến thăm một số tổ chức từ thiện rất có ý nghĩa đối với họ ở Anh và Đức. Harry và Meghan sẽ đến thăm thành phố Manchester, miền bắc của nước Anh vào ngày 5 tháng 9 để tham dự hội nghị thượng đỉnh One Young World là một sự kiện lãnh đạo thanh niên với hàng trăm người tham gia quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. Macin dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc. Sau đó, thì cả hai sẽ đến Dusseldorf tại Đức để tham dự một sự kiện vào ngày 6 tháng 9 để đếm ngược ngày diễn ra Thế vận hội Invictus năm sau, là một sự kiện thể thao thường niên mà Harry đã thành lập vào năm 2014 dành cho các quân nhân, phụ nữ bị thương và bệnh tật. Cặp đôi sau đó trở lại London để tham dự một lễ trao giải cho tổ chức từ thiện WellChild. Harry và Meghan đã rút khỏi các nhiệm vụ của hoàng gia và chuyển đến Mỹ vào đầu năm 2020. Cả hai đã trở lại Anh vào tháng 6 cho một cuộc nghỉ cuối tuần dài kỷ niệm 70 năm của Nữ hoàng trên ngai vàng, mặc dù họ không còn là tâm điểm của sự chú ý và không được chụp ảnh với Nữ hoàng trên băng công của Cung điện Buckingham. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật nhanh về để gió hối đoái của gia Kim trên thị trường tài chính. Hôm nay một gia kim bằng 0,7747 Mỹ kim và bằng 0,7607 đồng Euro. Một gia kim bằng 18.185 đồng Việt Nam và một Mỹ kim bằng 23.497 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 88.32 Mỹ kim một thùng và giá dầu Brent là 95.10 Mỹ kim một thùng. Giá vàng hôm nay là 1779.18 Mỹ kim một ounce và giá bạc là 23.23 ,23 Mỹ kim một ounce. Bên đây, chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi bản tin sáng nay trên kênh Culture Channel. Để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like và comment để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Và đồng thời quý vị cũng có thể giúp chúng tôi chia sẻ chương trình này cho mạng xã hội để giúp phổ biến chương trình này đến nhiều người hơn. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.